Giới tử vi học nhận định tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, tháng 2 năm 2022, đến thời thoát khổ, giàu nứt đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình xem tử vi 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 2 âm lịch, con giáp này là một trong 3 con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 2 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình, những gia chủ tuổi Hợi đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Sự thành công của họ đã khiến cho biết bao nhiêu người phải ganh ghét, đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần nể phục và kính trọng. Những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là người hiền hòa, tốt bụng. Họ sống đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác. Cả bạn lại đắc tội với một trong những con giáp giàu có thành công nhất trong năm 2022 Nhâm Dần. Qua phần luận giải chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong tháng 2 âm lịch sẽ phần nào giúp cho chúng ta hiểu được điều đó. Và trước khi bước vào phần luận giải, quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để có thể không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Kỷ Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí đối với mọi người. Họ rất quan tâm, chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Trong năm 2022 này, người tuổi Hợi sinh năm 1959 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình, song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên có thể dễ bỏ giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nên nhớ cần phải chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp quý âm thủy nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ, khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Có điểm tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi, tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần phải có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn đến thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Kỷ Hợi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này, hung thần mang theo điềm báo thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều. Đa phần tuổi Kỷ Hợi phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em họ hàng, bạn bè chứ bản thân thì hầu như lại không có. Ngoài ra họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ.
Tháng này cũng không thích hợp để tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này. Nguy cơ mất tiền là rất lớn, cần phải chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc, bởi kiếm tiền thì khó, tiêu tiền rất dễ. Ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi, không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào bản thân. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi tháng này có nhiều điểm cần phải hết sức lưu ý. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tháng gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài, tốt hơn nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Các gia chủ tuổi Kỷ Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Hợi. Thứ tư, mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm trong tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh, sóng gió. Gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xảy ra tranh cãi vì những vấn đề lớn nhỏ khiến không khí gia đình nặng nề, gây ảnh hưởng tâm lý con cháu. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn là bên gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và áp đặt của mình. Cần phải học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia tay, tan vỡ. Khi có bất kỳ một mâu thuẫn nào, dù lớn hay nhỏ, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần phải thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi tâm sự để cùng nhau tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 2 năm 2022, tức ngày 5 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 2 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 2 năm 2022, tức ngày 29 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 2 năm 2022, tức ngày 14 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 2 năm 2022, tức ngày 26 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 2 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 trong tháng 2 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1959. Qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 2 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin kính chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.